Sáng ngày 31 tháng 10, lãnh đạo công an xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt chị T, 45 tuổi, ngụ xã Lưu Vĩnh Sơn, số tiền 3,5 triệu đồng vì trước đó gây ra vụ việc hát chất bẩn vào cô dâu chú rể trong ngày cưới khiến dư luận xôn xao. Phía cô dâu chú rể không có yêu cầu chị T bồi thường thiệt hại, không yêu cầu khởi tố vụ án điều tra và đề nghị cơ quan công an xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với chị T. Về phía chị T đã tự nguyện khắc phục hậu quả, tổ chức công khai xin lỗi đối với người bị hại trước toàn thể nhân dân thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn. Trước đó như tuổi trẻ online đưa tin, ngày 4 tháng 10, anh H 43 tuổi và chị Y 41 tuổi ngụ cùng thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn tổ chức đám cưới. Khi đoàn trước dâu về đến gần cổng nhà anh H thì bất ngờ chị T xuất hiện dùng chất bẩn hắt vào người của dâu chú rể. Sự việc diễn ra khá nhanh khiến những người tham gia đoàn rước dâu không khỏi bất ngờ. Một số người quay lại đoạn clip đưa lên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao. Theo tìm hiểu, trước đây giữa anh H và chị T có quan hệ tình cảm với nhau, song do một số lý do nên gia đình hai bên không cho cưới nhau. Khi biết anh H và chị Y tổ chức đám cưới vì bực tức nên chị T đã dùng chất bẩn hát vào cặp đôi kể trên.